Sáng nay bị một chiếc xe màu đen đen có logo ba cánh nó quẹt một phát ở đây. Đây là nguyên trạng anh em nhé, tôi chả tạo ra đâu. Thử cái kem xóa vết xước này cái. Wow. Cái này ở bên Trung Quốc bán kinh lắm. Hôm trước tôi nhìn doanh số đâu đó khoảng 2 triệu sản phẩm. Wow. Thử thế nào, xem nó có hiệu quả hay không. Đây là nguyên trạng anh em nhé. Một cái tuýp này thì chắc chỉ dùng được 1-2 lần cho những cái vết như thế này thôi. Xoa qua xong ủ ủ tí xem nào, xem có cứu vớt được gì không hay là phải mang đi sơn lại. Với những cái vết này nó cũng gọi là tương đối sâu. Rồi anh em chờ tôi chút nha, tôi sẽ ủ ở đây để cho nó ngấm kem một chút. Ok, sau khoảng tầm ngâm tầm 5 phút đi, tôi bắt đầu tôi lau. Đấy, anh à, có sạch nhá anh em ơi, thấy sạch không ạ? Có vẻ khá ok. Với những vết đậm hơn này chắc chắn phải đánh mạnh tay, nhưng tôi nhìn những cái vết nhỏ kia sạch đấy. À, nghe chừng có vẻ đi hết. Mày quá, không phải sơn về vợ nó dã cho. Ok, sẽ hơi tốn thời gian và tốn công một chút, nhưng mà cũng khá là có hiệu quả. Như ghen bùi trơn. Mở tay quá. Quái lạ sao lại có thể sạch được. Hết anh em, chịu khó đánh khả năng hết đấy. Lau qua phát. Những cái vết như thế này thì nó quá sâu rồi, bắt buộc anh mình phải đi sơn lại thôi. Còn nhìn chung là nếu mà chịu khó đánh thì những cái vết này cũng sẽ mất hết thôi. Tạm ổn. Anh em nào xước nhẹ có thể dùng được nhá. Cái này dùng được ấy, mỗi tội nó hơi nhỏ. Một cái lọ đấy chắc anh em chỉ dùng cho một cái vết như thế này thôi. Còn đây hiệu quả thì anh em vừa xem rồi, những cái vết sâu quá vào thịt thì chịu, bắt buộc phải sơn lại. Còn nhìn chung những vết xước nhẹ nhẹ cây cối cọ ấy thì mình nghĩ là nó sạch hết đấy. Nói chung là cũng ổn. Có mấy chục nghìn, hợp lý.